Lưu ý những gì khi điều trị trào ngược dạ dày. Bác sĩ có thuốc trào ngược dạ dày thực quản không? Trào ngược dạ dày thực quản thì nó là một cái bệnh mà nó khá là nan giải. Bản chất của cái trào ngược dạ dày thực quản, mọi người sẽ phải hiểu rõ cái vấn đề của nó là gì. Đó là do cái cơ thắt của cái giữa cái dạ dày và thực quản ấy, nó bị yếu. Thế thì bình thường nó giống như một cái chai nước của chúng ta ấy, thì cái bên dưới là cái dạ dày và cái phía bên trên của cái nắp nó là cái thực quản của chúng ta. Thế thì nếu như mà cái chai nước nó nằm nghiêng thì nó dễ bị trào lên, đúng không? Và cộng với cái nắp nó bị hở nữa thì nó sẽ bị trào lên. Nên là thường là trào ngược dạ dày thực quản mà khi mà chúng ta nằm ăn, sau khi ăn xong chúng ta nằm một cái là nó bị trào ngược, nó bị luôn. Hoặc là những trường hợp mà chúng ta ăn quá no, đặc biệt là ăn vào buổi tối mà ăn vào buổi tối ăn no quá, hoặc là ăn sát với giờ đi ngủ, tức là chúng ta ăn xong cái chúng ta lên giường chúng ta nằm luôn, thì nó dẫn đến một cái tình trạng là cái dạ dày nó đầy và nó sẽ đẩy cái dịch axit lên bên trên. Và nếu như nó đẩy bên trên ấy mà cái cơ thắt nó khỏe thì nó đóng chặt lại, nó giống như cái nắp chúng ta nó được đóng chặt thì không sao. Nhưng mà nếu như cái nắp mà nó đóng không chặt ấy thì nó mới dẫn đến cái tình trạng nó sẽ là trào ngược. Thế thì ở đây để mà giải quyết cái vấn đề trào ngược dạ dày thực quản ấy thì nó sẽ có nhiều cái cách để mà chúng ta sẽ giải quyết. Một trong những cái cách đấy là gì? Đó phải làm cho cái cơ thắt nó phải được khỏe lên. Thì cái việc mà làm cơ thắt nó khỏe ấy, thì bây giờ thì nó sẽ có cái bài tập, đó là bài tập thở bụng. Nếu ai mà tập yoga rồi mọi người đã biết cái bài tập thở bụng đấy, thì nó sẽ giúp cho cái cơ thắt ở đấy nó sẽ được khỏe lên. Cái thứ hai nữa là nếu như mà chúng ta cái lối sống, riêng cái trong một dạ dày thực quản liên quan đến lối sống nó rất là quan trọng, mọi người phải thay đổi được cái lối sống cơ. Tức là ví dụ như là cái đầu giường chúng ta phải kê cái chân giường, kê cái đầu giường lên cao hơn tầm cỡ 10 cm gì đấy, có thể 10 đến 15 cm cũng được, cho nó có dốc cái đầu giường như này. Thì khi chúng ta nằm, mọi người hình dung cái dạ dày đang thẳng như này đúng không nhỉ, có nằm ngang cái thì nó mới trào ra, thì chúng ta kê nghiêng cái này sẽ đỡ trào hơn và hạn chế cái việc mà liên quan chúng ta ăn nhiều quá một số những cái thực phẩm mà nó lâu, nó chậm tiêu ở trong cái dạ dày của chúng ta ấy, như là những cái chất béo, đặc biệt là cái chất béo ấy. Nhiều khi chúng ta cứ bảo là cái đồ ăn cay nóng nó làm cho cái việc mà cái bệnh lý nặng lên của cái trào ngược dạ dày thực quản, nhưng mà cái đấy nó là một phần thôi. Cái chất béo, mỡ, dầu mỡ, chất béo ấy, nó là mấy cái mà nó làm cho cái tình trạng mà trào ngược nó trở nên nặng hơn. Thì mọi người sẽ hình dung đơn giản như khi mà chúng ta ăn rau đúng không nhỉ, thì chúng ta thấy nó tiêu hóa rất là nhanh, nhưng mà khi mà chúng ta ăn thịt, ăn mỡ ấy, nhiều khi tận mãi nó mới tiêu hóa xong, tức là những cái trường hợp đấy nó mới dễ đầy bụng, thì nó làm cho chúng ta dễ bị trào ngược hơn. Thế còn để mà giải quyết đối với cái trào ngược dạ dày thực quản, đây nó không có cái loại thuốc đấy, thì nó sẽ có một cái sản phẩm đó là cái Scooma của Nghệ, cái curcumin hướng đích, tức là nó cũng là curcumin thôi, nhưng mà cái curcumin hướng đích ấy, thì cái khả năng nó tập trung vào cái vị trí của cái dạ dày và thực quản nó cao hơn 70 lần so với cái curcumin bình thường. Thì mình có thể là dùng cái Scooma, cái curcumin hướng đích đấy, thì nó sẽ hiệu quả khá là ok, gần như là những ai ở đây mà dùng cái curcumin đấy thì mọi người sẽ đều thấy là cái hiệu quả của nó. Thì có thể là inbox cho bác sĩ Ngọc, nếu mà cần thiết thì có thể là inbox trực tiếp ở trên cái Messenger này, sau đó mình sẽ tư vấn cho cái sản phẩm Scooma đấy, chúng ta có thể chúng ta uống, nó giống như cái viên sủi thôi, một ngày chúng ta uống tầm 3 lần thì nó sẽ giải quyết cái vấn đề liên quan đến trào ngược nó khá là ổn. Xin tư vấn cho mình cái curcumin với ạ. Nó giống như một cái lọ xe sủi ấy, thì cái curcumin của Nghệ ấy, thì cái tác dụng chính của nó ấy, nó là giải quyết cái viêm loét. Tức là ở đây chúng ta sẽ phải hiểu rõ cái tác dụng, mỗi một cái sản phẩm nó sẽ có những cái tác dụng khác nhau. Chẳng hạn như cái Scooma, cái curcumin của cái Scooma đấy ấy, thì nó sẽ giải quyết cái tình trạng viêm. Tức là nếu như mà chúng ta đang bị viêm loét dạ dày ấy, thì cái chỗ vị trí viêm ấy, thì nó sẽ giải quyết rất là ok. Hay là chúng ta trào ngược dạ dày thực quản thì nó cũng sẽ là giải quyết cái chỗ viêm đấy. Cái thứ hai nữa là gì? Đó là bởi vì nó giải quyết cái vấn đề viêm, tức là cái bản chất của cái curcumin của cái Nghệ, đặc biệt ở đây nó là cái curcumin hướng đích. Khác nhau giữa curcumin hướng đích và curcumin thường ấy, đó là khi mà chúng ta uống curcumin thường hoặc là cái tinh bột Nghệ ấy, thì nó có phải nó vào trong máu không, và khi mà vào trong máu sẽ đi vào các khắp cơ thể của chúng ta, chỗ nào nó cũng đến, nó đến tay, nó đến chỗ, cứ vào máu nó đi khắp cơ thể. Còn cái curcumin hướng đích ấy, thì nó sẽ gắn một cái để mà hướng đích, và nó chỉ tập trung đến đúng cái chỗ vị trí của cái viêm loét dạ dày thôi. Nên là cái nồng độ của cái curcumin đấy nó sẽ tập trung vào dạ dày, nó cao gấp 70 lần so với cái việc mà chúng ta uống cái curcumin bình thường. Thì khi mà chúng ta uống cái đấy, nên là rất là nhiều người chúng ta uống cái curcumin đấy, chúng ta thấy là cái hiệu quả nó rất là rõ ràng luôn. Nó sẽ giải quyết cái vấn đề viêm, nhưng mà đối với những trường hợp mà chúng ta có bị cái viêm loét dạ dày do HP ấy, thì nó lại không giải quyết được cái HP. Nó chỉ giải quyết được cái viêm thôi. Nên là nếu như mà chúng ta mà không có HP mà chúng ta uống cái đấy thì nó rất là hiệu quả. Thì mọi người, hoặc là nếu như mà chúng ta có HP mà chúng ta đang điều trị cái thuốc của cái vi khuẩn HP ấy,
thì chúng ta kết hợp với cái đấy nữa thì là rất là ok luôn. Thì chúng ta có thể là chúng ta uống nó trong một cái một ngày 3 viên sáng, trước khi ăn sáng, trước khi ăn trưa và trước khi đi ngủ. Nhớ là cái thời điểm trước khi đi ngủ ấy, nó sẽ giúp cho cái việc mà giảm viêm. Cái nữa là cái nó giảm viêm, cái thứ hai nữa là trong cái curcumin đấy, cái scuma đấy thì nó cái độ pH của nó là cái độ pH của nó là kiềm, nên là khi mà chúng ta uống vào nó trung hòa cái dịch axit. Thế thì khi mà trung hòa dịch axit này thì nó sẽ đỡ đau, nó làm cho chúng ta đỡ đau hơn. Nên là thường là rất là nhiều người mà chúng ta bị viêm loét dạ dày mà buổi tối chúng ta đi ngủ ấy nó bị đau ấy, thì mọi người nên uống trước khi đi ngủ cái là nó khá là ok, hoặc là bất kể lúc nào chúng ta thấy có triệu chứng đau chúng ta uống cái là nó sẽ ổn. Kể cả những người mà chúng ta đỡ rồi chúng ta thấy nó uống duy trì một ngày chúng ta uống 1-2 viên như thế nó rất là ok, nó giống như chúng ta uống nước thôi, nó chả sao cả. Thì đấy là cái mà chúng ta có thể là chúng ta bổ sung cái curcumin đấy. Thì cái sản phẩm đấy thì ở trên 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 trang web của Katimi nó có đấy, hoặc là chị inbox cho em ở trên cái Messenger luôn thì em gửi cho chị cái đấy. Nó một cái liệu trình của nó đâu đấy mình uống 1 tháng là 1.180.000 thì phải. Chị bị trào ngược dạ dày đang uống nghệ nano của Úc Tốc không? Thực ra là cái nano nghệ nó có nhiều loại khác nhau lắm. Tuy nhiên thì nó chị sẽ thử thôi. Thường là ví dụ như là những cái em dùng thì em thấy cái nano cái skuma ấy, cái nano nghệ mà hướng đích ấy, thì cái khả năng hiệu quả của nó rõ ràng hơn rất là nhiều so với những cái nano nghệ khác. Thì cái này thì nó là do chị thử nghiệm thôi. Thường là ví dụ như tất cả những người mà đã từng uống cái nano nghệ hướng đích rồi, ở đây không biết ai đã từng uống rồi, mọi người có thể comment cho người khác biết cả. Ai mà đã từng bị dạ dày mà đã uống cái skuma đấy rồi ấy, thì mọi người có thể là chia sẻ cho mọi người. Bác sĩ Ngọc thống kê lại nó phải rơi vào tầm khoảng 80% nó đáp ứng sau tầm khoảng 2 tuần, 80% nó đáp ứng, có 20% là không đáp ứng thôi. Không đáp ứng thì có thể là mình sẽ phải kê thêm một cái phác đồ khác nữa, nhưng phần lớn là mọi người đều đáp ứng đối với cái Sukuma đấy. Thì chị có thể là chị một là chị dùng cái của Úc thì chị cứ theo dõi xem trong một thời gian như nào, nhưng mà thường là khi mà em kê tầm 2 tuần cho đến 1 tháng thôi là nó đỡ đỡ hẳn luôn rồi. Bác sĩ cho hỏi uống tinh bột nghệ với mật ong trước ăn sáng có tác dụng như curcumin không? Nó có tác dụng nhưng mà hiệu quả nó không thể bằng được cái curcumin, bởi vì nó tiết tiết ra cái tinh chất rồi, và đặc biệt nó lại có cái công nghệ hướng đích nữa, thì cái hiệu quả, tức là người ta so sánh giữa cái curcumin thường và curcumin hướng đích ấy, thì cái khả năng nó cao gấp 70 lần cơ mà. Mà đây cái tinh bột nghệ thì nó còn thấp hơn so với cái curcumin nữa, nên là để mà chúng ta ăn thì nó vẫn có tác dụng chứ không phải là không, nhưng mà để mà so sánh với cái việc mà chúng ta uống cái sản phẩm mà nó đã được được bào chế rồi ấy, thì hiệu quả nó sẽ là kém hơn. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.